nặng 42 kg phải không? Bạn muốn bán bao nhiêu? 5 triệu tệ. Lại bắt đầu rồi đấy. Tôi không nên hỏi bạn. Một tảng ngọc Milner lớn, da chuyển đỏ rồi. Không phải 40 kg đế vương lục. Mở miệng là 5 triệu. Bạn hết giá rất can đảm. Nhìn đây, chính chiếc vòng tay băng. Ngọc thô siêu ra cực phẩm đó. Thôi đừng có múa mồm nữa. Bạn cứ đưa ra một mức giá tốt. Tôi sẽ cho bạn giá thật là 3 triệu tệ. Thấy không? Diễn như thật, thật sự vào vở kịch rồi. Bạn ơi, chúng tôi quay video đây. Người ta khán giả đều hiểu. Bạn bảo giá đàng hoàng được không? Cho tôi chút thể diện, chúng ta hợp tác ok không? Ok ok, chốt giá 8 vạn tệ. Quá cao, xuống một đao nữa đi. 5 vạn tệ hết giá. 3 vạn tệ, chốt tôi trả tiền luôn. Ôi mẹ ơi, cái này thì... Bán luôn. Thiên tài, cố lên. Bạn sắp thành diễn viên lớn rồi. Tiểu Mập ơi, đi đâu rồi? Đến làm việc lớn nữa này. Chơi viên lớn giữ anh. Phải rồi. Hôm nay là một viên Milner cực kỳ già tuổi. Kiểm tra trực quan, tinh thể da đá đủ mịn, đủ chặt chẽ. Hiệu suất soi đèn đều có ánh sáng trên toàn bộ viên đá. Chưa phát hiện được các vết nước. Ngọc Milner 10 viên thì 9 viên tạch. Một viên còn lại bay lên trời. Máy chạy, cắt. Tăng mạnh, tất thắng. Milner 3 vạn tệ 42 cân đã cắt xong rồi. Chúc mừng thành công rực rỡ. Tất cả hóa ngọc rồi. Ngay băng trùng rất trong, đầy nước dài. Ăn vào một ít hoa sinh nổi. Tiếc là ăn vào vết nước lớn. Không làm được vòng tay. Nhưng theo khối lượng này, 30 món hàng khác là quá đủ. Phật công, quan âm, như ý, vô sự bài, tỳ hưu đều có thể thỏa mãn. Trước tiên ta làm một món hàng xem hiệu của ngọc nhé.